đã xác định được danh tính 8 nạn nhân mất tích và 3 nạn nhân bị thương trong vụ sập cầu Phong Châu. Có 98 người tử vong, 746 người bị thương và hơn 47.500 ngôi nhà bị hư hỏng do bão và mưa lũ. 6 trường hợp bị ngộ độc khí CO khi dùng máy phát điện sau lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Bình bị điện giật đã ngừng thở, may mắn được một công nhân điện lực cứu sống kịp thời. Khi màn đêm buông xuống, vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước đầy huyền bí, mời gọi những trái tim yêu thiên nhiên đến khám phá. Xác định 8 người mất tích, 3 người bị thương ở vụ sập cầu Phong Châu. Lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiến hành cứu hộ cứu nạn vì nước lũ lên cao, chảy xiết. Mời quý vị cùng Chuyển động Duyên Hải trưa nay cập nhật tin tức mới và nóng trên cả nước. Đã xác định được danh tính 8 nạn nhân mất tích và 3 nạn nhân bị thương trong vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. 8 nạn nhân mất tích có 2 cô gái 19 tuổi quê tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra còn có 4 người đi xe máy quê tỉnh Phú Thọ, gồm 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Còn lại là 2 tài xế điều khiển xe đầu kéo cùng quê tỉnh Phú Thọ. Có 3 nạn nhân bị thương vong trong vụ sập cầu là những người đi xe máy quê huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, tại thời điểm xảy ra vụ việc trên, có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, bao gồm 1 ô tô tải, 2 xe đầu kéo, 6 xe máy và 1 xe máy điện. 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hiện tại nước sông đang chảy rất xiết, các lực lượng chức năng chưa thể triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Nước lũ lên cao, chảy xiết trên sông Hồng, nên đầu giờ sáng nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thể thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ vụ sập cầu Phong Châu. Nhiều cán bộ chiến sĩ của Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã thức xuyên đêm để đánh giá tình hình, tìm phương án cứu nạn cứu hộ. Nhiều phương án cứu nạn cứu hộ đã được đưa ra, song chỉ khi bảo đảm an toàn thì việc này mới thực hiện. Tại gần hiện trường khu vực cầu sập, nhiều người nhà của các nạn nhân bị mất tích vẫn ngóng trông tin tức của người thân. Bão và hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại vô cùng nặng nề tại các tỉnh thành phố miền Bắc. Sơ bộ có 98 người tử vong và mất tích, 746 người bị thương, 47.566 ngôi nhà hư hỏng. Con số thiệt hại do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cập nhật tính đến 22 giờ tối qua. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, số người tử vong do bão số 3 là 12 người, do sạt lở đất và lũ quét 72 người, do lũ cuốn là 6 người, do sập cầu Phong Châu là 8 người. Bão lũ còn làm 746 người bị thương, nhiều nhất nằm ở tỉnh Quảng Ninh với 536 người. Tiếp theo là thành phố Hải Phòng, 81 người. Tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận thiệt hại khi có 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu. Bão và mưa lũ cũng làm hư hại hơn 148.000 hecta lúa, hơn 25.600 hecta hoa màu, hơn 11.000 hecta cây ăn quả. Làm hư hỏng và cuốn trôi hơn 1.500 lồng bè thủy sản, làm chết hơn 1.100 gia súc, gần 679.000 gia cầm. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh và làm hơn 47.500 ngôi nhà ở bị hư hỏng, tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái hư hỏng, làm ngã đổ rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động. Cây xanh đô thị bị gãy đổ la liệt trên các tuyến đường phố khắp các tỉnh đô thị phía Bắc. Hiện các địa phương vừa căng sức ứng phó mưa lũ lớn, vừa khắc phục hậu quả, khẩn trương thống kê, xác minh để làm căn cứ hỗ trợ người dân. Nhiều gia đình tại Quảng Ninh sử dụng máy phát điện để duy trì sinh hoạt do mất điện diện rộng sau bão số 3. Đã có 6 trường hợp bị ngộ độc khí CO từ máy phát điện trên địa bàn. Bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thông tin trong số 6 nạn nhân nhập viện do ngộ độc khí CO khi sử dụng máy phát điện, đã có 3 người phải chuyển viện để tiếp tục điều trị. Các nạn nhân là người trong một gia đình ở phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, bị ngộ độc khi đang ngủ trong phòng kín có máy phát điện. Trong đó hiện người phụ nữ 24 tuổi và bệnh nhi 12 tuổi đang trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, chuyển hóa nặng, tiên lượng nguy kịch. 3 trường hợp khác là trẻ nhỏ trong một gia đình ở phường Hà Khẩu nhập viện với tình trạng choáng váng, đau đầu, khó thở, chóng mặt. Hiện 3 nạn nhân đang được theo dõi điều trị ngộ độc khí CO tại khoa nhi, bệnh viện Bãi Cháy,
và sức khỏe đã dần ổn định. Trước đó, ngày 9 tháng 9, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận cấp cứu 6 trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc khí CO từ máy phát điện, thời điểm tỉnh Quảng Ninh bị mất điện lưới ở nhiều nơi. Nước sông Hồng đoạn qua Hà Nội đang lên rất nhanh. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã di dời toàn bộ người dân bãi giữa sông Hồng và những hộ dân ở mép bờ sông để đảm bảo an toàn khi nước sông dâng cao. Lực lượng chức năng di dời khẩn cấp 4 hộ với 9 người ở bãi giữa sông Hồng, đồng thời di dời 5 hộ với 15 người ở khu vực xóm trọ sát mép bờ sông nguy cơ cao. Các gia đình được đưa đến trạm y tế và nhà văn hóa trong phường để tạm trú. Hiện nay, phường Phúc Xá đang tiếp tục theo dõi tình hình nước lũ trên sông Hồng, cảnh báo kịp thời cho người dân để sẵn sàng sơ tán, đồng thời có phương án bảo đảm an toàn đối với người dân khu vực nguy hiểm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày hôm nay lũ trên sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh đến mức báo động 1. Trong đêm nay và sáng mai, lũ dâng cao lên mức báo động 2, nguy cơ rất cao ngập úng diện rộng tại các khu vực vùng trũng ven sông của Hà Nội. Lào Cai đang bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Từ đêm ngày 7 tháng 9 đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh. Mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã làm 19 người tử vong, trong đó Sapa 7 người, Văn Bàn 2 người, Bắc Hà 6 người, Simacai 4 người. Mưa lũ cũng đã làm 11 người mất tích tại thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Đặc biệt, lũ trên sông Hồng đã vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu vực của thành phố Lào Cai và các địa phương ven sông. Hàng trăm nhà dân bị ngập úng nghiêm trọng. Chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang đã xuống các địa phương trực tiếp hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh ứng phó. Tổ chức di chuyển khẩn cấp nhiều hộ dân ở các khu vực nguy hiểm bị ngập lụt đến nơi an toàn, triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn kịp thời. Các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái cấm phương tiện qua một loạt cầu vì lo ngại nước lũ chảy xiết dẫn tới nguy cơ sập cầu. Sáng nay, thủ đô Hà Nội cũng hạn chế các phương tiện giao thông qua cầu Chương Dương. Hà Nội cấm xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, xe tải trên 0,5 tấn qua cầu Chương Dương. Riêng xe buýt được phép hoạt động. Tỉnh Phú Thọ thông báo cấm cầu Trung Hà trên quốc lộ 32, cầu Tứ Mỹ trên quốc lộ 32C. Thời gian cấm từ nay đến khi khắc phục xong hư hỏng của các cầu. Tại Yên Bái, cấm các phương tiện qua cầu Yên Bái trên quốc lộ 37. Nguyên nhân là do mực nước sông Hồng đã dâng lên gần mép dưới dàn thép cầu, trên sông có nhiều rác, cây trôi. Chính quyền tỉnh Bắc Giang khẳng định thông tin vỡ đê là sai sự thật. Công an tỉnh cũng đã triệu tập một số trường hợp đưa tin sai lệch về nội dung này. Công an đã tiến hành xác minh làm rõ chủ tài khoản Facebook sinh năm 1992, ngụ thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Làm việc với công an, người này khai nhận do bản thân không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin về vỡ đê tại tỉnh Bắc Giang, nên đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nêu trên. Công an huyện Tân Yên đang thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong ở xã Hàm Hiệp vào chiều qua. Người dân phát hiện người đàn ông sinh năm 1968, trú xã Hàm Hiệp, tử vong phía sau nhà. Qua công tác khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong cách thời điểm được phát hiện khoảng 48 tiếng. Thông tin ban đầu, người này sống một mình tại ngôi nhà này. Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố và bắt giam người đàn ông vận chuyển 6,5 kg ngà voi châu Phi. Lê Hồng Dân, sinh năm 1990, ngụ phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, bị khởi tố và bắt giam về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô do Lê Hồng Dân điều khiển vận chuyển 6,5 kg ngà voi. Tại thời điểm kiểm tra, Dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã niêm phong và tiến hành lập biên bản và xác minh làm rõ. Kết quả giám định, đây là ngà voi của loài voi châu Phi, có tên trong phụ lục 1, danh mục các loài động vật thực vật hoang dã, thuộc phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Mạo danh fanpage Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Ninh lừa đảo kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân vùng bão. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức lừa đảo chiếm đoạt tiền này. Lợi dụng thiệt hại do bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh, trang fanpage giả mạo kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão. Sử dụng hình ảnh thông tin giống các trang chính thống để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp,
chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin về các tài khoản kêu gọi quyên góp, ưu tiên các nguồn chính thức. Báo cáo với các cơ quan chức năng khi phát hiện các fanpage hoặc tài khoản cá nhân có dấu hiệu lừa đảo. Hàng nghìn cọc tre, trụ bê tông chôn giữa lòng sông rác đoạn qua huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để khai thác hầu sẽ bị tháo dỡ. Hàng nghìn cọc tre, trụ bê tông chôn giữa lòng sông rác dài hơn 2 km đoạn qua xã Cẩm Trung và Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đây là những trụ bê tông, cọc tre do người dân tự ý cắm xuống để nuôi hầu. Việc này gây ảnh hưởng đến sông rác, cản trở thuyền bè đánh bắt thủy sản. Huyện Cẩm Lĩnh lên kế hoạch phối hợp với ngành chức năng tiến hành tháo dỡ, đồng thời tuyên truyền để người dân chấp hành quy định không vi phạm. Theo cơ quan chức năng, việc tháo dỡ gặp nhiều khó khăn do số lượng lớn, địa hình phức tạp nên không thể sử dụng được sức người để tháo dỡ hết. Với các cọc khó khăn sẽ tính toán dùng máy tháo dỡ. Tình trạng cấm cọc nuôi hầu diễn ra lâu nay đang gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông rác, cản trở thuyền bè đánh bắt thủy sản. Vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước đang là điểm đến tham quan sinh thái hữu tình, nơi trải nghiệm khám phá nhiều điều kỳ thú từ thiên nhiên. Khi màn đêm buông xuống, vườn quốc gia Bù Gia Mập khoác lên mình một tấm áo huyền bí, mời gọi những trái tim yêu thiên nhiên đến khám phá. Hành trình bắt đầu với hoạt động đốt lửa trại, nhảy múa cồng chiêng của người đồng bào Stiên nơi đây. Tiếng cười, điệu nhảy, hòa cùng tiếng nhạc truyền thống của đồng bào Stiên. Khi đêm xuống, du khách đam mê khám phá được hướng dẫn vào rừng soi cá, soi thú ban đêm. Tất cả dưới sự hướng dẫn của nhân viên trong rừng và được trang bị bảo hộ. Nói chung là những người thường đi với tôi là thường là cái lớp trẻ, ít trải nghiệm. Chứng kiến gặp được thú thì nói chung là cũng có thời lúc gặp lúc không. Mà thấy được thú, người ta rất chi là vui mừng. Người ta là càng tin tưởng hơn là mình, cái người dẫn đi soi đêm. Vườn quốc gia Bù Gia Mập là rừng nhiệt đới, nhiều dây leo bụi rậm. Vậy nên du khách chỉ có thể nhìn thấy thú rừng dễ dàng ở các bãi cỏ có tầm nhìn rộng. May mắn có thể được nhìn thấy nai, hươu hay vài loại chôn quý. Nếu không thì đây vẫn là chuyến hành trình đáng trải nghiệm và là động lực cho hành trình chinh phục tiếp theo. Đây là lần đầu tiên mà mình đi xem thú đêm mà lại đi bộ. Bước trên những cái lá nó lao sao cũng rất là hay. Rồi khi mà ngẩng lên trời cao thì nhìn thấy đến cả trăm ngôi sao sáng cũng rất là đẹp, cái cảm giác rất là thú vị. Hiện nay thì ở vườn sẽ có đã phối hợp với lại các cái tổ chức cá nhân cũng như là các cái tổ hậu cần là người địa phương, thì các cái lượt khách đến vườn thì đối với lại khách mà ngủ trong rừng thì cái tổ hậu cần sẽ phục vụ cái việc mà gùi đồ, nấu ăn và chuẩn bị các cái đồ ăn cũng như là các cái đồ hạ trại cho 2 ngày 1 đêm ngủ ở trong rừng. Còn đối với lại khách mà ngủ nghỉ ở ngoài khu hành chính dịch vụ, ở các cái nhà khách, nhà nghỉ hoặc là bung lều ở khu ven hồ Hoa Mai thì vườn cũng đã phối hợp với lại các cái tổ chức cá nhân để phục vụ cái việc mà nấu ăn, nấu uống cũng như là ăn các cái món ăn đặc trưng của người dân tộc tại chỗ ở đây. Khám phá vườn quốc gia Bù Gia Mập về đêm là một cuộc hành trình vào thiên nhiên hoang dã, còn là cơ hội để du khách hòa mình vào những giá trị văn hóa. Đây thực sự là một chuyến phiêu lưu không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm hiểu về cuộc sống muôn màu.